Xin chào tất cả bác nha. Xin chào tất cả bác đã đến với cửa hàng em Thành đồ cổ đồ châu Âu trong phiên buổi trưa ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bác ở phiên tối qua thì các bác đã ủng hộ em ở một số mặt hàng, ví dụ như tạ nê. Tạ nê thì vừa lên một phát thì các bác tranh nhau hết luôn. Thì thực sự các bác là bên em thì các bác biết rồi đấy. Và bán rất hợp lý và giá trị xin thưa các bác là đúng với số tiền các bác bỏ ra. Thì hàng hóa có như thế nào là phải bảo luôn, nên là các bác rất là yêu quý bên em các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì cũng về rất là nhiều hàng ấy các bác nhìn con này đẹp chưa. Đó. Ví dụ như những con đồng hồ này với cái phân khúc thùng to như thế này, rất nhiều người thợ người ta ngại ôm các bạn, bởi vì là nó to nó đẹp thì cái tâm lý mà người ta ôm hàng để người ta bán ấy, thì người ta rất sợ đầu tư nhiều tiền mà lại thu lại không được bao nhiêu ấy các bác. Nhưng em Thành ví dụ như những cái con thùng như thế này, vân nó đẹp như thế này, vân nó đẹp như thế này, thì các bác có thể thấy là em vẫn ôm vào bình thường các bác nhá, em vẫn mua bình thường, nó cứ đẹp. Tại vì thực sự các bác là những cái mẫu đẹp nó không có mấy đâu các bác nhá. Còn ví dụ như một con cùng phân khúc mà người khác bán rẻ hơn thế nọ thế kia ấy các bác, thì chắc chắn thì xin thưa các bác là nó phải có cái lý của họ các bạn. Chứ như những cái con này thì nó có giá chung hết rồi. Ví dụ như cái con này anh em thợ người ta mua về người ta nắp ô đô rất là nhiều các bạn, thì nó có giá chung của nó thôi các bạn nhá. Con này thì thùng kính hình rẻ quạt lúa mì gỗ, vân thì các bác nhìn thấy là được chọn vân thì rất là tinh xảo. Như những con này thì em vẫn ôm bình thường các bác nhé, vẫn ôm bình thường, bác nào có bán giá hợp lý em vẫn mua vào các bác nhé. Chứ em không ngại là thùng bẻ to bán chậm hay thế nào đâu. Hôm trước em bán một buổi chiều 5 con thùng to như này cho một anh thợ, nhưng mà nó không phải dòng này, nó là dòng lúa mì, nó là dòng bún bông các bác nhé. Con này con di rốt các bạn, thùng to. Và nhà em thì còn một con cúc cu nữa các bác nhé. Một con cúc cu này thì cúc cu tạ tuần. Ví dụ nhiều bác ấy cứ chơi cúc cu với cả các dòng tạ thì mình cứ nghĩ là giá nó tốt, chơi trải nghiệm. Nhưng mà những con tạ tuần như thế này thực sự các bác giá trị nó khá là cao. Bởi vì nó là ba tạ tuần và có nhạc đầm xòe các bác có thể thấy đây, và size to. Đây cúc cu mái nhà. Búp bê nhảy múa các bác nhá, rất là đẹp. Ở đây có cái gia đình nhà thỏ này các bác này, và có những cái cây thông. Con này thì giá trị nó khoảng trên 10 triệu các bác nhá. Đấy, giá trị nó khoảng trên 10 triệu các bác. Đấy, ở bên trên này thì nó là cái mái nhà các bác nhá, là cái mái nhà. Gia đình nhà thỏ các bạn, ở đây thì điểm nổi bật là đầm xòe, cúc cu nhảy múa thôi nhá, nó rất là vui mắt. Bên này thì em còn về một con FFED nữa, con này về không hiểu sao nó gần như là mới cứng các bạn, gần như là mới cứng luôn. Nó kiểu các bác nhìn những cái chi tiết kim loại xin thưa bác là gần như là không có màu thời gian các bạn nhá. Kính thủy vàng các bạn có thể nhìn thấy đây. Con này thì nó là 10 gông chơi hai bản AV và Webminton các bác nhá. Nhưng con này thì là nó đang đẳng cấp rồi. Các bác nào cứ quan tâm thì liên hệ với em. Tại vì phiên trưa thì em sẽ quay nó sẽ thoáng hơn phiên tối một chút để dành thời gian tiếp khách cũng như là chuẩn bị cho cái phiên chiều các bác nhá. Sản phẩm em sẽ quay những cái sản phẩm tiếp theo. Cho các bác khách. Thì ở đây thì em có 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái sản phẩm. Buổi trưa hôm nay có khoảng chục cái sản phẩm các bác nhé, chục cái sản phẩm. Thì cái con đầu tiên nó sẽ là cái con Verdex các bác nhé. Con đầu tiên nó sẽ là con Verdex. Đây là con Verdex các bác nhé. Con Verdex này thì nó là mặt tròn.
và thùng nó là cái thùng nó có các những cái bông hoa đối xứng ở đây, kính 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 mài hình bông hoa các nhá. Con này thì nó có cái mặt của nó hơi bị móp một chút này, cái mặt nó hơi móp một chút, cái vành nó hơi móp một chút các bạn. Thì con này thì các bác nào mà quan tâm ấy, con này chuông thì cực kỳ hay, máy đẹp các bác nhá. Đó. Các bác có thích em sẽ giao lưu cho các bác cái giá là nguyên như thế này các bác nhá. Ví dụ như các bác thích thêm mặt thì các bác liên hệ với em đi mua mặt cho các bác. Đó. Con này củ gông của nó là củ gông lòng máng đấy, ngâm rất là hay các bác nhá. Cái côn lòng máng này thì thực sự các bác không chê rồi, khẳng định các bác là rất hay, âm rất hay. Con này nếu mà mua gì thì em sẽ tính thêm cho bác cái đấy, kích thước là 70 và ngang là 33, 70 nhân với 33. Còn nó vừa đẹp 42 thôi nhá. Con này mã số 1 coi nhé, mã số 1 em sẽ giao lưu cho các bác sản phẩm này với giá là, con này sẽ giao lưu cho bác với giá là 3,9 triệu các bác nhé, 3,9 triệu các bác nhé. Tức là mặt các bác có thay, các bác có gì thì em sẽ cộng thêm cho các bác. Con này thùng đẹp đấy các bác nhé, 3,9 triệu thôi. Mã số 1. Mã số 2 giao lưu cho bác đó chính là con ghi đốt thùng câu đối các bác nhé, con ghi đốt thùng câu đối các bạn. Quay để góc sáng. Con ghi đốt thùng câu đối này thì hai bên nó có hai cái chùm nho các bạn nhé, bốn góc, bốn cái chùm nho họa tương đồng ở các góc đây, các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới. Thùng con này thì rất là nặng các bạn nhé, thùng này thì rất là nặng. Con này mà thực sự các bác là con Odo 36 nắp vào đây rất là đẹp. Máy con này là nhôm, máy nhôm trắng. Đấy các bác nhá. Đấy các bác nhìn xem. Đánh 8 thanh gông đồng. Đấy nhá. Đánh 8 thanh gông đồng. Con này thì thùng nó rất là nặng. Đây là có cái họa tiết đồng để trong thùng. Nếu mà các bác thích thì em sẽ lắp. Ok. Con này thì em đo kích thước các bác nhá. Trên bản nhạc Remington. Kích thước của nó là 79, ngang là 36, 79 nhân 36 mã số 2 thôi nhé. Con này thì con ghi đốt em giao lưu cho bác với giá là 3,5 triệu. Đó, nhé. Giá rất là tốt. Năm nay thì em sẽ nên cho bác con MF nữa. Con MF này thì khá là đẹp. MF cứ nên con nào thì hết con đấy các bác nhá. MF cứ nên con nào thì hết con đấy. Thì em có cả một chiếc đồng hồ MF này, các bác thợ nào mang về chúng ta nâng lên rất đẹp, mà các bác nào mà chúng ta mua về chơi nguyên bản, nghe bản là xanh tơ chiêng của nó rất là hay các bác nhá. Đấy, quả mắc vào đây sáng bóng chrome các bác nhá. Máy đây các bác có thể nhìn thấy, nhìn rất giống máy 10 Odo 36 các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, máy vàng ươm.
Củ côn là củ côn vàng, đánh 8 thanh côn thép, chơi bản nhạc xanh tơ chiều. MF thì lúc nào được ưa chuộng đúng không ạ? Nó chơi một bản nhạc máy 10 xanh tơ chiều. Con này có từ trên. Thùng đẹp không mối mọt. Kích thước là 68 nhân với 35. Con này mã số 3. Mã số 3 con này giao lưu các bác với giá 6,6 triệu luôn nhé. 6 triệu 6 con MF 10 gông. Bài chơi con này rất tuyệt vời này. Em tiếp theo lên cho bác một chiếc đồng hồ mặt men luôn nhé. Một chiếc mặt men. Con này mặt men. Đây các bác nhìn này. Dòng này nó rất là hay, nó cổ quá nhé. Ở trên này là cái màu đây này các bác này. Các bác có thể nhìn thấy ở phía dưới là cái mặt. Ở phía dưới là kính rào gỗ thùng rất nặng. Con này đây các bác này. Mình quả nắp rất là đẹp với những họa tiết rất vô cùng tinh xảo các bác nhé. Bác nhìn này. Còn men ngà các bác nhé. Mặt men ngà rất là hay. Con này con Jizung Han máy nắp cây vàng này các bác nhìn này. Các bác nhìn đẹp chưa? Đấy, Di đánh gông vòng, củ gông to các bác nhá. Củ gông to. Và rất là đẹp. Mặt men to đấy đúng không ạ? Mặt này chắc phải là 18. Con này size của nó 85 nhân với 85 nhân với 38. Con này mã số 4 các bác nhá. Mặt men. Phù điêu. Con này giao lưu của bác với giá là 3,9 triệu. Giá cực tốt đấy. Thời điểm em mua con này 6 triệu rồi các bác. Giao lưu cho bác giá rất tốt. Vai bò ngày hôm nay em chuẩn bị được một ít vai bò lên cho bác. Vai bò này thì con vai bò hai nỗ dáng đồng sư coi nhá. Coi nhìn này. Đấy hãng có hãng ở đây. Thành công vòng với nhá. Thành công vòng 3 phút điểm chung là đánh thành công vòng này. Máy đẹp men keng rồi, máy đẹp men keng. Máy xuất sắc, củ vòng vàng. Bò kích thước đúng không ạ? Kích thước là 22. Và ngang sản phẩm này là 27. Kính cong. Giao lưu mã số 5. Giao lưu sản phẩm này là 1,5 triệu các bác nhé. 1 triệu 5 các bác chơi những bò này giá rất là tốt. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác. Con này thì nó về thì nó thiếu cái kính các bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu về kính thì liên hệ em. Này nó cố định đấy các bác. Thank you.
được xem này, máy móc đây, vào mưa, chạy vào nắp các bạn. Kích thước là 22 nhân với 24. Mã số 6, giao như sản phẩm này cho các bác với giá là 2,3 triệu, các bác nhé, 2,3 triệu. Tôi nhìn xem khá là ổn áp và hợp lý đúng không ạ? Sản phẩm tiếp theo giao như cho các bác một chiếc đồng hồ vải bò dung han vân nu, dung han vân nu, các bác có thể nhìn thấy đó, các bác nhìn thấy, các bác nhìn kìa, vân của nó vằn vện luôn. Rất là đẹp luôn, tính là chính cong viền chrome, có những con này đánh và đánh rung mạnh. Chất âm đồ gạch của Dung Han thì nó khá là ngân rồi đúng không ạ? Rồi nha, bản với mình tên. Con này máy to quá nha, máy di mũi tên. Thôi, máy to máy di mũi tên, chạy 3 năng tóc. Các bạn có thể nhìn thấy không? Máy to như máy treo tường luôn. Đánh 5 công đồng bạch coi nhé. Hôm nay em sẽ sale cho bác một cái mức giá cực sốc 5 công đồng bạch. Mặt cái này mà rất to là 18 thôi nhé. Size 44 các bạn nhé. 44 ngang và cao 44 nhân 22. Mã số 7. Mã số 7. Giao lưu sản phẩm này cho các bác với giá là 5,5 triệu. Chắc các bác không mua đâu, bởi vì một thanh công đồng bạch này khi bác bị gãy đi làm là 1 triệu một thanh, mà không có ai làm, không có ai tháo ra cho làm các bác. Ở đây thì em có một vài bộ đô nữa, hôm nay thì dòng đắt tiền, dòng đắt tiền, con này nó bằng con đô 54 các bác nhé. Các bác nhìn vài bộ đô, các bác nhìn to lắm. Thấy không nhá, rất là to. Các bác nào quan tâm đến ảnh chi tiết nó thì em sẽ chụp cho, con này có chuông chưa? Có. Mời bác nghe chuông thôi. Dòng này là dòng đỉnh cao của vai bò. Dâu, các bạn có thể nhìn thấy đây, chạy 3 năng tóc. Con này thì cực đẹp, cực chất luôn. Vài bộ đô, rồi nhá. Em có con duy nhất như thế này, nó khá to. Các bạn nào mà chơi sâu vài bò thì bạn liên hệ em. Kích thước 58 và có chiều cao 58 x 25.
alo em. Con này nó bằng con Oro 54 đấy các bạn. Mã số 8. Con này để đôn lên kệ nó rất đẹp các bạn nhá. Hôm nay thì các bác có thể qua xem thử con Calex đi. Con này thì thùng rất to đẹp này, cái kim cương này các bạn này. Thùng to đẹp cái kim cương. Âm bọn này thì rất là hay các bạn nhá. Anh nhìn xem. Mặt là mặt 20 các bạn nhá. Vô đô 36. Khuyên các bác mua Vorex cả Carex này chuông hai các bạn. Đấy, Carex thôi nhé. Côn đánh 8 thì côn thép. Như này thì em đang điều bạn giá đề mái. Giá tây cảm đề mái thôi. Còn là cửa thôi nhé. Con này em đang điều bác phải giá 4 triệu này. Con này chơi tốt này, 4 triệu. Cái thứ 70 nhân 32. Mã số là mã số 9 này. Mã số 9 các bạn, anh dành nhiều bao với giá 4 triệu. Thùng kính kim cương, mặt đẹp thôi nhé. Cái này có thích dập chữ Odo ở mặt thì liên hệ để em mang đi em nhờ người làm cho các bạn. Giới thiệu các bạn một con bao này này các bạn nhé. Con bao này thì đấy. Con này mặt men các bạn nhé, đánh chuông chén này. Con này thì em chưa lau chùi căn chỉnh gì các bạn nhé. Mặt men đánh chuông chén này. À, chơi con này để bàn làm việc thì rất là hay này. Đây các bạn này. Nó sẽ đánh chuông chén keng keng vào cái chén ở bên trên này. Như con tán nề các bạn, quả nắp của nó sẽ trèo ở đây. Nó để bao con này nó cổ lắm, con này con bao cổ các bạn, máy mạ vàng. Nắp của nó đây. Về các bác tút tát nó lại, sơn nó dạn theo thời gian, mặt men này nó bao cổ đấy, có nắp nó chặn như này các bác, để trên bàn uống nước nó rất là đẹp này, thấy chưa? Con này bình thường mua phải 5,5 triệu đúng không? Hôm nay em bán cho các bác có 3,5 triệu thôi. Hình thức là 31 x 19. Rất nhiều bác gọi điện từ sáng giờ nhưng em vẫn tranh thủ quay cho các bác ấy. Hàng đóng không kịp, lau dầu không kịp các bác. 3,5 triệu. Ví dụ như con này mà anh em về, ví dụ anh em thợ lau dầu nên bán tầm khoảng 5 triệu, các bác khách chơi bán cho nhau tầm khoảng 6 triệu, ăn bình thường các bạn. Đây là các bác mà không đắt, tại vì so cửa hàng cửa tiệm thì người ta còn bán đắt hơn nhiều lắm.
Có một cửa cho anh em nào. Ở đây có một con dung han này các bạn, con dung han 64 nhá. Dòng máy Venus 64 này nó lại là dòng 6 côn các bạn nhá. Kính của nó rất là đẹp. Nhưng cái dòng này bác nào phải chơi sâu thì chơi thì nó rất là hay. Nó chỉ có 6 côn thôi nhưng mà nó là độc đáo đấy các bạn. Thùng nó đẹp đây này. Mặt nó là mặt 20 này các bác này. Còn như con này em đang bán là 5 triệu này. Đấy các bạn nhá. Máy Venus 64 này, các bạn nhìn này, nó như con vai bò Venus 64 ấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó chỉ có 4 côn thôi. 4 côn. Và con này nó là 7 búa. Điểm giờ bằng 3 thanh gông mượn. Đấy, dòng này nó đánh thành tê tái lắm. Mới về đường con thì các bạn. Về con thôi cũng không có nhiều đâu. Em giới thiệu nhanh chút để quay được nhiều sản phẩm hơn. Thùng các bác nhìn các bác biết rồi, em phải giới thiệu nhé. Thứ 72 nhân với 34. Mã số 10. Con này máy Venus 64 4 gông các bác nhá. Con này giao lưu bác với giá là 4,9 triệu. Quá là tốt đúng không ạ? À, ngày hôm nay thì em sẽ lên cho bác một con ống tây nữa. Một con ống tây. Con này về thì nó không có kính các bác nhá, các bác. Con này size cũng khá là to và là dòng đánh gông rồi các bác nhá. Đây này. Máy của nó máy chạy 3 năng tóc đâu nhá, máy chạy 3 năng tóc và nó đánh chuông có cái búa ở đây, em chưa nắp thôi nhá. Và gông nó đây, các bạn nhìn này, gông nó đây. Đó. Máy Odo các bạn nhá, made in Quay, các bạn nhìn giúp em. Đó. Thế con này em thanh lý cho các bác. Lâu rồi các bác thêm tiền bảo hành 2 năm thôi. Con này ví dụ như em thanh lý cho bác giá rất tốt này, giá 37 nhân với 29. Con này 30 phút đánh chuông một lần các bác nhá. Em giao lưu cho các bác mã số 11 giao lưu 2,9 triệu. Vâng nhé, giá thực sự quá. Mua được bộ máy con này. Cost của nó 1 triệu đến 1 triệu rưỡi mà sợ. Ở đây thì còn có một con FFR nữa các bạn. Một con FFR nữa các bạn ơi. Em quay nhanh để em còn đóng gói à cho các bác, không kịp các bạn. Mặt số nổi các bạn nhá, mặt số nổi, kính của nó như cái rèm ô cửa sổ ấy, và cái tính thủy của nó hình những ngôi nhà như ô cửa sổ, mặt số là mặt số 1. Với những cái con này các bác nhá, với những cái con này thì đây. Các bác có tin không? Giá đồng hồ đang lên đấy ạ. Là đối với thợ bọn em đi mua mấy chuyến rồi, giá nó lên các bạn. Nhưng mà giá anh em bán thì cứ bớt đi cho người chơi người ta dễ chơi rồi, cứ bớt công đi cho người chơi dễ chơi rồi. Còn là nên vận chuyển lên phải đi vòng, xin thưa các bác là không có lý do nào mà đồng hồ nó xuống cả. Xuống là do ế không bán được thì lại hạ các bác. Kích thước 52 và có chiều ngang 52 x 45, mặt số nổi. Mã số 12. Tham lưu sản phẩm này với các bác với giá là 4,8 triệu, các bác chú ý giúp em này, FFR số nổi, các bác nhé. Em sẽ lên cho các bác một con V-Rep, số nổi nữa, con này cũng là dòng sale của bên em thôi nhé, V-Rep số nổi, các bác có thể nhìn thấy. Một chiếc đồng hồ V-Rep số... con này máy 37 các bác nhá, có vành có viết các thứ, các bác nhá, thùng khá đẹp, sơn chu các bác nhá, các bác có thể nhìn thấy.
Đây, đây mặt số nó là mặt số nổi nhé, mặt số nổi cũ theo thời gian, các bạn có thể nhìn thấy. Đây của nắp đây, cũ theo thời gian. Đấy các bạn nhé, mặt số nổi cũ theo thời gian, có vành viết, có vành hết. Đấy, máy móc nó đây, máy móc cứ vàng ươm đi, đúng không ạ? Vàng ươm, đúng không nhá? Đánh 8 thanh cuốn thép, 8 thanh cuốn thép. Đấy, các bạn thấy chưa? Âm đảm bảo cho bác là hay vi vu luôn, mà mặt số nổi con này chiên cho bác nhé, chiên cho bác chơi. Đây, nắp nó đây, nắp nó có một thời gian một chút, bác về cho bác sửa toàn một chút. Em lười làm thì em cứ đi em bán luôn, thùng thì thùng đẹp rồi. Kích thước sản phẩm này nó là 53 bằng ngang với 45, 53 x 45, mã số 13, mã số 13. Nhưng sản phẩm này giá 5,5 triệu các bạn nhá, 5,5 triệu giá quá là sale trong ngày hôm nay rồi. Và em lên một con vừa đét, cũng vừa đét này thì thùng 2 bông. Con này thì rất nhiều người đặt này, chùi này. Con này thì thùng rất là dày này, gỗ đục hình hai bông mắc ca rất đẹp này, các bạn nhìn chưa? Mà chơi hàng đẹp chưa sang con này này, à, đẹp lắm. Kính phía dưới kính đèn đồng, mặt kính phẳng, các bạn nhá, các bạn có thể nhìn thấy mặt đẹp. Nên chuông cho các bạn nghe thử. Này khô dầu quá các bạn, không đánh chuông đâu, khô dầu. Máy vàng ươm, máy 37, các bạn nhìn chưa? Máy vàng ươm, máy 37 các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn xem. Nó khô dầu bụi còn nguyên này này các bạn này. Đấy, côn này. Đây, côn các bạn nhá. Các bạn nhìn côn kìa. Đó. Còn nắp đây. Sáng nay các bác đặt 10 con tặng nền luôn. Dòng rẻ mà các bác cũng hay thích đọc thế nhỉ. Đóng gói cố người luôn. Kích thước của bên em là 62 ngang 43, 62 x 43. Mã số 14. Giao lưu sản phẩm này với giá 4,5 triệu các bạn nhé. Thì ngoài ra bên em còn có một cái bộ máy cây đây. Ngoài đây các bác, một bộ máy cây thì giới thiệu bác dành cho bác nào mà nhà có đồng hồ, mua đồng hồ cây mà đồng hồ pin ngày xưa ấy, thì các bác mua cái bộ máy này về. Máy này máy 1323. Thì cái máy này thì anh em làng nghề người ta hay mua về để lắp vào cái tủ chùa tháp ấy, máy Đức các bạn nhé. Đấy, máy UGOT của Đức. Made in Germany, có thông số đồng hoàng ở đây các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy. Máy này kích thước máy là chiều ngang là 23 và chiều cao là 13. Côn của nó đây các bạn nhé. Đấy, côn đây, 8 côn. Dài thước tha, loại này âm hay nhất thì anh mình nhập về các bạn nhé. Và ba quả tạ, nắp đây các bạn nhé. Thì cái này thì nó về là nó không có mặt các bạn nhé. Không có mặt bởi vì là mặt này các bác sẽ ướn theo cái mặt cũ của các bác thôi. Còn máy cây về thì không ai cầm mặt về các bạn nhé. Con này thì em giao lưu các bác thì giá là giá thợ là 8,8 triệu các bạn nhé, mang về tự nó dầu giúp em. Như vậy phiên ngày hôm nay kết thúc tại đây ạ.